Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu về một sản phẩm hỗ trợ cho các bộ nguồn của các bạn chuyên sử dụng hang nguồn trong cái máy cài Bitcoin. Thì cái sản phẩm này nó như là một cái relay nguồn, và nó tốt hơn cái relay nguồn rất là nhiều vì ở trong đây nó có bộ biến áp và bộ test luôn thiết bị nguồn. Thì ở đây nó gồm đầu 24 pin, 4 pin CPU và pin sạc RAID, và nó có cổng luôn cổng ATA của ổ cứng. Nó có luôn cắp nguồn SATA chứ. Ở đây mình sẽ sử dụng bộ nguồn để mình test sản phẩm này. Mình sẽ cấp điện cho bộ nguồn này ha. Và đối với những cái dòng máy Bitcoin sử dụng hai nguồn thì mình cần có một cái relay để kích nguồn này lên. Nhưng ở đây mình không cần tới relay mà mình cắp nguồn đi nhé. Đây mình không cần tới relay mà mình cắm thẳng trực tiếp vào bộ test nguồn như thế này và nguồn nó sẽ chạy. Ngoài ra mình kích nguồn cho nó chạy và ở trên này nó sẽ báo lên cái tổng số volt của bộ nguồn này và đầu ra đầu vào luôn. Nếu như các bạn dư dây thì các bạn có thể cắm một cổng SATA, ATA và CPU thì bộ nguồn nó sẽ chạy với ổn định nhất. Khi bộ nguồn không có tín hiệu điện, cái này nó sẽ báo. Và khi mình kích nguồn, nó sẽ ngắt nguồn điện ha. Nó sẽ ngắt nguồn điện rất là tốt. Sau đó bạn phải xả hết điện trong nguồn ra bằng cách gỡ luôn và tiến hành xả điện. Ở đây có một cái đèn, đó là đèn báo điện. Thì đối với khi các bạn muốn an toàn cho bộ máy của mình, khi các bạn xả hết điện ra rồi điện nó không còn nữa, như là đèn nó sẽ tắt, thì khi đó các bạn kích nguồn lên và qua cái bộ kích bộ test nguồn này thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Hiện tại là còn điện, mình rút ra hết ra rồi còn, nhưng mà đây là còn điện. Thì trường hợp nếu như nó còn điện như thế này thì các bạn phải để khoảng 5-10 phút hoặc 5 phút như thế nào đó nó sẽ xả hết điện ra. Và khi mà nó xả hết điện ra thì đó các bạn nó vẫn còn điện. Cái này mình sẽ tua qua clip nhanh ha để xả hết điện ra. Rồi đây, rồi không cần qua clip mà đây là xả hết điện. Mình ngắt nguồn á và mình cắm lại nguồn. Khi này mình kích nguồn lại các bạn nhé. Đây, bộ nguồn nó sẽ khởi động và nó sẽ chạy rất là ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi, và nếu như các bạn có nhu cầu đặt thiết bị này thì các bạn hãy liên hệ Facebook của tôi nhé.